Xin chào các bạn Trước khi đến với câu đố số 104 sẽ là đáp án của câu đố số 103 Một số bạn thì có đáp án là tốt trắng B7 lên B8 phong hậu Nếu mà vua ăn mã thì hậu ăn tượng chiếu hết Nếu tượng đen ăn mã trắng thì hậu trắng B1 buộc là tượng G2 phải di chuyển Sau đó thì xe ăn tượng G1 chiếu hết <laughs> Nhưng mà các bạn lại không tính đến nước là tượng G2 có thể đi F1 để cản nào. Khi đó thì cần phải đến 4 nước mới chiếu hết được. Hoặc lại có bạn sau nước tượng đen ăn mã trắng thì thí xe để ăn tượng đen chiếu tiếp buộc là vua đen phải ăn xe trắng sau đó hậu trắng B1 chiếu hết. Nhưng mà hết làm sao được bởi vì tượng đen F1 có thể cản chiếu cơ mà. Do đó thì nước tốt B8 phong hậu là chưa chính xác Lại có bạn đưa ra đáp án là ngay từ đầu Xe trắng ăn tượng đen chiếu Buộc là vua đen ăn xe trắng Khi đó thì tốt trắng ăn tượng đen phong hậu Vua đen chỉ có thể đi H1 hoặc là F1 Nếu vua đen chạy F1 thì hậu F3 chiếu hết Nhưng mà đã hết đâu Bởi vì vua đen có thể chạy G1 được cơ mà nếu vua đen chạy H1 thì mã trắng sẽ E3 hoặc là F4 để mở đường cho hậu chiếu hết. Nhưng mà cũng có hết đâu. Bởi vì vua đen vẫn chạy được G1 cơ mà. Đấy. Thế lại có bạn có đáp án là trắng đi tượng F2. Vua đen H2 thì tượng trắng ăn tượng đen mết. Nhưng mà chưa mết được. Bởi vì vua có thể ăn mã. Tuy nhiên là nước tiếp theo tốt trắng ăn tượng đen phong hậu hoặc là phong tượng thì sẽ chiếu hết được và vẫn thỏa mãn được trong vòng 3 nước. Nhưng mà nếu mà vua vua đen mà không ăn mã mà lại chạy về H1 thì nước tiếp theo trắng không thể chiếu hết được. Cho nên là sẽ không thỏa mãn chiếu hết trong vòng 3 nước. Vì thế mà nước đi tượng F2 cũng không chính xác, do đó thì ta không cần xét đến các trường hợp còn lại. Ở đây thì rất nhiều bạn đã đưa ra đáp án chính xác. Đó là tốt trắng ăn tượng đen, Phòng mã. Vì sao lại phong mã? Vì nếu phong hậu hoặc là phong tượng thì ván cờ sẽ hòa luôn do đen không còn nước đi hợp lệ. Trường hợp này thì người ta gọi là hòa pát Thế phong xe thì sao? Nếu mà phong xe thì vua đen ăn mã trắng, trắng có đi kiểu gì thì cũng không thể chiếu hết được trong vòng 3 nước. Đấy, ta xét trường hợp phong mã thì đen chỉ có nước đi duy nhất là lấy vua để ăn mã trắng. Khi đó trắng sẽ nhảy mã B6 mở đường cho tốt A7 lên phong cấp Đồng thời là ngăn cản tượng đen ăn tốt trắng Chỉ có mã thì mới có thể ngăn cản được nước tượng đen ăn tốt mà thôi Sau đó nước tiếp theo thì đen có đi kiểu gì đi nữa Trắng cũng phong hậu hoặc là phong tượng là sẽ chiếu hết Và đó chính là đáp án của câu đố số 103 Xin chúc mừng bạn Đậu Tấn Phát là người của đáp án nhanh nhất và chính xác nhất cho câu đố này một số bạn khác thì cũng trả lời đúng nhưng mà hơi chậm hơn một chút. Cho nên các bạn cố gắng bật thông báo để có thể theo dõi video sớm nhất thì có thể trả lời được nhanh nhất nhá. Ok, tiếp theo mời các bạn đến với câu đố số 104. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.